Mình đã chạy vòng vòng khắp map và farm hết các những con quái rừng nhỏ, thậm chí băng trụ để bắt team bạn, nhưng mà cũng không đạt được bất kỳ một kết quả nào. Vì như các bạn thấy, cái KDA của mình nó không hề có bất kỳ một sự thay đổi. Cho đến cái thời điểm này, team bạn nên tập trung rất đông ở khu vực này và mình sử dụng chiêu 1 lao ra cứu lấy người yêu của mình, mặc dù người yêu mình đã chết rồi, mà lấy được cái mạng của AD, gỡ lại cho người yêu của mình một mạng. Sau đó mình tiếp tục thủ cái lính đường mid của mình và qua để hỗ trợ cho khỉ ăn được con tà thần. Nhưng mà mình vẫn chưa thể nào lấy được cái trụ đường mid của team bạn, vì lúc nào cũng có người thủ. Cho nên là mình sẽ qua đường rồng để tiếp tục hỗ trợ cho thành viên đội xanh của mình ở phía bên này. Phát hiện ra ba thành viên team bạn, mình sử dụng chiêu 1 lao ra bộc phá, lấy được cái mạng của thằng support. Đánh thường một cái nữa thôi là lấy được cái mạng của thằng AD rồi, nhưng mà không được.